Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Lộ diện Nguyễn Văn Nghị trong vụ án Hồ Duy Hải tên thật là Nguyễn Hữu Nghị Tại sao Hồ Duy Hải lại là hình nhân thế mạng trong vụ án bưu điện cầu voi Sau khi tìm mọi cách để xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến Nguyễn Văn Nghị Là nghi phạm chính trong vụ án giết hai cô gái tại bưu điện cầu voi vào tối ngày 11 tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 thì công việc cần thiết và cấp bách nhất đối với cơ quan điều tra tỉnh Long An là phải bằng mọi giá tìm cho bằng được một thanh niên có thể dùng làm hình nhân thế mạng chịu tội thay cho Nguyễn Văn Nghị. Vì với một vụ án giết người man dợ như vậy và với những bằng chứng quá rõ ràng và đầy đủ như vậy thì không thể dễ dàng cho chìm xuồng hay không tìm ra được hung thủ và thủ phạm được. Điều này sẽ hết sức nguy hiểm không những làm cho uy tín của ngành công an được cho là giỏi nhất thế giới mất hết thể diện mà còn làm mất luôn niềm tin của dân đối với chính quyền có thể dẫn tới lung lay chế độ. Vì vậy một kế hoạch đi tìm hình nhân thế mạng cho Nguyễn Văn Nghị được vạch ra. Người đó phải đáp ứng rất nhiều các tiêu chí và công cuộc điều tra ngâm cứu đi tìm nhân vật thế mạng này không hề đơn giản. Nhưng nhân vật thay thế Nguyễn Văn Nghị phải đáp ứng những yêu cầu nào? Thứ nhất, người đó phải là người thật thà hiền lành nên dễ mớm cung, bức cung, nhục hình để bắt nhận tội. Thứ hai, phải là người địa phương có quen biết với hai cô gái này nên dần dễ tin. Thứ ba, gia đình người này là vào loại bình thường không có thế lực mạnh để bình đỡ và kinh tế cũng vào loại trung bình không có tiềm lực và khả năng chạy trọt lên những cửa lớn hơn. Thứ tư, phải có trình độ học vấn vừa phải là sinh viên của trường cao đẳng thì càng tốt trình độ không cao quá để có lý luận sắc sảo, khó ép cung và cũng không vào loại ù lì để có thể tiếp thu những ý kiến mớm cung sao cho những lời khai sẽ rất khớp và phù hợp với những kịch bản đã đề ra. Thứ năm, phải có ngoại hình khá đẹp trai ưa nhìn thế mới phù hợp là bạn trai của hai cô gái này. Trong đó nạn nhân Hồng được cho là người có hình thức mặn mà là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Với những tiêu chí trên, sau những cuộc họp kín và thảo luận sơ nổi, tính toán rất kỹ lưỡng nhằm tìm ra con mồi phù hợp nhất để tránh những tình huống bất ngờ ra có thể làm vỡ trận và sau những cái bắt tay dưới gầm bàn, cỏ, mặc, cả những thỏa thuận chia chắc. Vậy là con mồi Hồ Duy Hải được chọn làm hình nhân thế mạng cho Nguyễn Văn Nghị. Vì vậy mà phải hơn 2 tháng, sau ngày vụ án xảy ra ngày 21 tháng 3 năm 2008, Hồ Duy Hải mới bị bắt. Việc bố trí cho Nguyễn Văn Nghị được trốn an toàn thì quá dễ. Mọi giấy tờ cần thiết như sổ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, lý lịch trong sạch, một số bằng cấp nào đó và gia đình có truyền thống cách mạng, có lòng yêu nước nồng nàn, có ý thức học hỏi để phấn đấu vươn lên vân vân. Không loại trừ việc đi tìm Mỹ viện để thay hình đổi dạng để khi lỡ có bất ngờ gặp người quen thì họ không thể nhận ra. Cứ nhìn lại vụ đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng đã sắp xếp lo liệu các loại giấy tờ cần thiết và tìm đường đưa anh trai mình là Dương Trí Dũng, Chủ tịch Vinanice trốn ra khỏi trốn khỏi Việt Nam một cách an toàn. Mặc dù Dương Trí Dũng đã có lệnh truy nã quốc tế thì đủ biết sự tài giỏi của những bàn tay của các vị ảo thuật gia đại tài như thế nào. Chỉ tiếc là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát. Mà dù Dương Chí Dũng đã đặt chân đến nước Mỹ với một lý lịch thân nhân rất trong sạch nhưng đã không qua mặt được những con mắt nhà nghề của cảnh sát Mỹ. Vì vậy mà Dương Chí Dũng không được nhập cảnh vào Mỹ, đành phải quay về Campuchia ẩn náu. Nhưng ở Campuchia thì có khác gì ở Việt Nam. Lực lượng an ninh chìm nổi đồng như quân nguyên có mặt khắp các hàng cùng ngõ hẻm. Vì vậy chỉ sau vài ba tháng Dương Chí Dũng bị bắt đưa về Việt Nam để xét xử và tuyên y án tử hình. Còn đối với Nguyễn Văn Nghị thì dễ dàng vì chắc là thế lực hậu thuẫn rất lớn lại chưa có bản án nào và chưa có lệnh truy nã quốc tế. Do đó Nguyễn Văn Nghị dù đang sống ở nước Mỹ, ở Canada hay ở Úc thì cũng không ai sờ vào cái lông chân của hắn ta được. Cái tài tình của cơ quan điều tra về lý do bắt hồi Di Hải là vì họ cho rằng trong điện thoại của nạn nhân Hồng có lưu số điện thoại của Hải, trong đó có nhiều tin nhắn thể hiện hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Nhưng trong hồ sơ vụ án không có bất kỳ tình tiết nào thể hiện Hải có quan hệ tình cảm với nạn nhân Hồng và Hải cũng không hề nhắn tin tình cảm nào với Hồng, thậm chí theo lời khai của bà Đặng Thị Phương Thảo, bạn thân của hai nạn nhân thì Hồng và Vân đều không có điện thoại riêng. Tại bưu cục cầu voi thời điểm năm 2008 chỉ có một điện thoại cũ hiệu Nokia thường dùng để nạp cạc điện thoại cho khách hàng mà thôi. Cái tài tành nữa của cơ quan điều tra là hồ sơ nhận tội của Hồ Duy Hải rất rõ ràng đã nhận tự tay giết hai cô gái này mặc dù nhiều tình tiết lời khai không trùng hợp, không ăn khớp với nhau. Điều này được các điều tra viên giải thích là do tâm lý của Hồ Duy Hải bị hoảng loạn, thần kinh không vững, khi hình dung lại các hành động giết người màn dợ của mình nên các lời khai lủng củng là một điều rất dễ hiểu. Do đó, tại các viên tòa sơ thẩm và phúc thẩm Hồ Duy Hải phản cung chối tội giết người thì tòa hỏi sao không giết người mà mô tả các hành vi giết người rõ ràng và rành bạch như vậy. Hồ Duy Hải trả lời rằng đã được công an viên xã Nhị Thành là Nguyễn Thanh Hải kể lại vụ việc cho nghe. Ngay lập tức, Viện Kiểm soát liền có ngay bản cam kết của công an viên này viết rằng trong quá trình điều tra và giam giữ Hồ Duy Hải tại địa phương, anh không hề tiết lộ một thông tin gì về vụ án và cái chết của hai cô gái này cho Hồ Duy Hải. Điều đó chứng tỏ họ đã có những phương án đối phó việc phản cung của Hồ Duy Hải từ trước. Điều đáng tiếc là hai công an viên Nguyễn Thanh Hải và Huỳnh Công Minh đã bị chết một cách bí ẩn chỉ vì màn kịch dùng người thế mạng cho nguyễn văn nghị đã tuy đã được vạch ra rất chú đáo và cẩn thận trong đó bằng các biện pháp nghiệp vụ của các điều tra viên mặc dù không giết người nhưng những lời khai nhận tội và chứng cứ giết người của hồ duy hải có rất nhiều và đầy đủ trùng khớp trong hồ sơ vụ án nhưng điều đó cũng không qua mắt được các nhà chuyên môn và tai mắt của nhân dân trong hồ sơ vụ án đã bộc lộ quá nhiều những vi phạm của cơ quan điều tra và quá trình tố tụng. Mặc dù tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều kết án Hồ Duy Hải tội tử hình, rồi đến phiên tòa giám đốc thẩm cũng được 17 vị trong hội đồng thẩm phán tòa nhân dân tối cao thống nhất cho rằng mặc dù thừa nhận trong quá trình điều tra vụ án có nhiều sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án nên đã bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cái sai lầm chết người của hội đồng tòa thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã được các chuyên gia luật vạch ra là tòa giám đốc thẩm không áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội cho hồi Duy hại là phiên tòa không khách quan và thiếu công tâm khi mà người ngồi ghế tránh án hôm nay cũng là người đã từng bác kiến nghị giám đốc thẩm 6 năm về trước và cũng là người giữ vai trò là thủ trưởng cơ quan điều tra ngay từ lúc xảy ra vụ án năm 2008 là hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao dám cho rằng kiến nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không đúng pháp luật. Luật sư Hà Huy Sơn cho rằng Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có dấu hiệu vi phạm luật nghiêm trọng và vụ án đã vượt qua ngoài khuôn khổ của ngành tư pháp làm nóng nghị trường quốc hội khi hai vị đại biểu quốc hội là luật sư Lưu Bình Nhưỡng Tiến sĩ Luật Lê Thành Vân đã gửi kiến nghị lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nêu lên những vi phạm nghiêm trọng của phiên tòa giám đốc thẩm. Các vị án, các vị tòa án ấy cho rằng hội đồng thành phố tòa án nhân dân tối cao đã không xem xét công tâm khách quan khoa học và đúng đắn đối với các vi phạm tố tụng của cơ quan điều tra. Đại biểu Quốc hội luật sư Trương Trọng Nghĩa đề nghị hủy án điều tra lại vụ án Hồ Duy Hải. Không dừng lại tại nghị trường Quốc hội, tại các buổi tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử nghiêm việc cố ý làm sai lệch hồ sơ trong vụ án Hồ Duy Hải. Từ một phiên tòa hình sự đơn giản và rất dễ tìm ra thủ phạm, nhưng chỉ vì những động cơ đê hèn chứa đầy tội ác của một số người vô đạo đức và vô lương tâm mà họ đã làm cho vụ án trở nên vô cùng phức tạp, kéo dài đến gần 13 năm chưa có lối thoát, làm tốn không biết bao nhiêu là thời gian, tiền bạc và tâm lực của nhân dân và của các nhà chuyên môn. Nay được nâng lên một tầm cao mới là chính trị hóa vụ án, trở thành đấu trường cho các võ sĩ thi thố tài năng đưa ra mọi ngón nghề trên võ đài để hạ đối thủ. Đây cũng là lần đầu tiên hai cơ quan chức năng cao nhất của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao trọi nhau tóe lửa vì không cùng quan điểm, không có chung cách nhìn nhận vụ án. Hãy chờ xem màn kịch dùng hình nhân thế mạng của Công an Long An và được sự hỗ trợ đắc lực của các tòa án cấp cao, trong đó có người đứng đầu là ông tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ có kết quả ra sao. Hãy chờ xem tòa án nhân dân tối cao và ông tránh án Nguyễn Hòa Bình có thắng được sự sục sôi phẫn nộ của nhân dân, của báo chí và dư luận trong và ngoài nước lên án sự bất công của phiên tòa này hay không. Khi mà tính mạng của Hồ Duy Hải đang được tính từng ngày là ngàn cân treo sợi tóc là chỉ mảnh treo chuông. Nguyễn Văn Nghị, người từng được nhắc đến là nghi can trong vụ Hồ Duy Hải được Công an Long An khẳng định tên thật là Nguyễn Hữu Nghị, đang làm nghề bán bảo hiểm xe Tuy nhiên Nguyễn Hữu Nghị có năm sinh 1984 và cư trú tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An. Trong khi Nguyễn Văn Nghị mà báo chí xác định từ ngày 16 tháng 1 năm 2008 là sinh năm 1979 và cư trú tại Cài Lậy, Tiền Giang. Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn My Son chính là hai đối tượng được nhắc đến nhiều trong suốt vụ án Hồ Di Hải. Đã có lúc Nguyễn Văn Nghị bị cả bị báo công an nhân dân phản ánh là một trong những nghi can số 1 trong vụ án bưu cục cầu voi. Nguyễn Văn Nghị thời điểm đó được biết đến là bạn trai của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Tuy nhiên, một điểm mờ trong vụ án là Nguyễn Văn Nghị hoàn toàn biến mất trong hồ sơ vụ án khiến cho nhiều người không ngừng thắc mắc về nhân vật này. Theo thông tin đăng tải trên báo chí thời điểm này, nhân vật Nguyễn Văn Nghị cư trú tại xã Tân Hội, thị xã Cài Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, báo chí phản ánh tại xã Tân Hội không có người tên Nguyễn Văn Nghị. Theo tờ Dân Việt, cơ quan chức năng đã lật tung hộ khẩu gần 4.000 hộ dân, nhưng cũng chưa tìm ra được lai lịch của Nguyễn Văn Nghị. Trong khi đó, trên báo giao thông trả lời vấn đề này, công an tỉnh Long An khẳng định không ai tên Nguyễn Văn Nghị ở xã Cây Lậy liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, chỉ có Nguyễn Hữu Nghị, ngụ xã Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An trong hồ sơ. Báo Giao Thông dẫn lời Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, sau khi xảy ra vụ án sát hại hai nữ nhân viên bưu cục cầu voi xảy ra tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, cơ quan điều tra tập trung nhiều hướng xác minh gồm cướp của, giết người, ghen tuông tình ái, mâu thuẫn cá nhân. Qua đó, cơ quan điều tra xác định có một đối tượng tên là Nguyễn Hữu Nghị cư ngụ ấp. Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An và Nguyễn My Son, sinh năm 1984, ngụ ấp Vĩnh Tiến, xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hai đối tượng này có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân H nên cơ quan điều tra triệu tập làm việc đầu tiên vào ngày 14 tháng 1 năm 2008. Đại tá Phạm Thanh Tâm dẫn chứng tại biên bản lời khai của Nghị và qua xác minh những nhân chứng đã xác định Nghị ngoại phạm. Bởi khoảng 19h30, đây là khoảng thời gian xảy ra án mạng tại bưu điện Cầu Voi ngày 13 tháng 1 năm 2008. Nghị ở tại nhà cùng uống cà phê đánh bài. Bình sập xám với anh Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1981, nhà đối diện nhà Nghị. Cùng với ông Nguyễn Văn Tròn sinh năm 1969 gần nhà Nghị. Đến 21 giờ cùng ngày, anh Nhàn và Tròn về nhà nghỉ ngơi. Cả hai người này đều ký biên bản xác nhận với cơ quan điều tra là đã cùng uống cà phê và đánh bài chung với Nghị trong thời gian trên, đại tá Tâm nói. Tiếp tục ngày 5 tháng 3 năm 2008, cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập và Nghị có mặt tại cơ quan điều tra để làm việc. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn cử điều tra viên đến công ty Hoàng Long do Nghị làm việc ở đây, có trụ sở ở huyện Bến Lức để xác minh làm rõ vụ việc. Nói về lý do không đưa Hồ sơ của nghị và vụ án, đại tá tâm cho rằng qua lời khai và chứng cứ xác minh của nghị và son có những bằng chứng chứng minh ngoại phạm rất rõ, không liên quan đến vụ án nên cơ quan điều tra không đưa vào hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, hồ sơ của nghị vẫn được lưu giữ tại cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đến nay và qua xác minh hiện nghị vẫn còn ở địa phương và đang mở dịch vụ du lịch và bán bảo hiểm xe. Chúng tôi khẳng định vụ án trên không có ai tên là Nguyễn Văn Nghị ở thị xã Tài Lậy liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, chỉ có Nguyễn Hữu Nghị ngụ ở xã Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An trong hồ sơ đại tá tâm khẳng định. Trong khi đó thông tin do công an xác định đăng báo ngày 16 tháng 1 năm 2008, chỉ sau 3 ngày khi vụ án mạng xảy ra đã mô tả rõ hơn về Nguyễn Văn Nghị như là nghi can số 1 của vụ án. Nội dung bài báo như sau: Ngày 15 tháng 1 cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành lấy lời khai ba thanh niên và câu lưu một nghi can trong vụ án hai nhân viên bưu điện cầu voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa bị sát hại tại nơi làm việc. Báo người lao động cùng ngày cũng thông tin, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định động cơ gây án của hung thủ là do ghen tuông mù quáng. Ba thanh niên được lấy lời khai là Nguyễn Văn Son, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Văn Trà, cùng ngụ tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long là thợ bạc tại tiệm Vàng Kim Long ở Thị Tứ, Cầu Voi. Ba người này từng có mối quan hệ với hai nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân. Bước đầu cả hai đều đưa ra được chứng cứ ngoại phạm. Đối tượng đang bị câu lưu là Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1979, ngụ tại huyện Cây Lậy, Tiển, tỉnh Tiền Giang. Bạn của ba thanh niên nêu trên có dấu hiệu nghiện ma túy. Nghị là một trong hai bạn trai của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Vào đêm xảy ra vụ án, người dân địa phương thấy Nghị đi xe máy đến bưu điện cầu voi gặp Hồng và Vân. Có người thấy Nghị mặc quần jean khoác bên ngoài chiếc áo gió màu xám. Ngay trong ngày 14 tháng 1, cơ quan điều tra đã cử trinh sát đến tại địa chỉ mà Nghị thường xuyên lui tới nhưng không gặp anh ta. Sau đó, cơ quan điều tra cử trinh sát mai phục tại nhà cha mẹ Nghị ở Cai Lệ. Đến nửa đêm thì Nghị can xuất hiện và được áp giải về công an tỉnh Long An để lấy lời khai. Theo nhận định ban đầu hung thủ chuẩn bị gây án từ trước nên ngay khi đến bưu cục cầu voi, y đưa tiền cho Vân ra ngoài mua trái cây để có thời gian sát hại Hồng rồi sau đó giết luôn Vân để bịt đầu mối. Các nhân chứng cho biết trước đây Hồng và Nguyễn My Son quen nhau và dự định sẽ đi đến hôn nhân nhưng gia đình hai bên không đồng ý do nhà của Son quá xa. Sau đó bạn của Son là Nguyễn Văn Nghị đến cầu voi chơi và làm quen với Hồng. Cuộc tình này của Hồng cũng bị chắc trở từ phía gia đình Tuy quen với Nghị nhưng Hồng vẫn còn quan hệ với Son, dẫn đến tình bạn giữa Son và Nghị bị sứt mẻ. Đôi khi hai người bạn này chạm chán nhau tại bưu điện và những chỗ vui chơi giải trí ở khu vực cầu voi, từ đó Nghị đã nhiều lần lên tiếng buộc Hồng chấm dứt quan hệ với Son. Gần đây Son không còn làm thợ bạc cho tiệm vàng Kim Long mà lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống. Cuối tuần Son mới về cầu voi thăm chủ cũ và thăm Hồng. Nghị vẫn thường tỏ vẻ ghen tức khi thấy Son có mặt tại cầu voi. Theo một nhân chứng, tối hôm xảy ra vụ án, Son cũng trở về cầu voi nhưng không vào bưu điện thăm Hồng vì biết có nghị ở đó. Chị Nguyễn Thị Phượng, người bán trái cây ở cầu voi cũng cho biết đêm đó Vân đi mua trái cây và bảo tiền do bạn trai của Hồng cho, người này đến từ Tiền Giang. Có lẽ mọi lý giải về việc bỏ qua nghi can Nguyễn Văn Nghị của cơ quan Long An, cơ quan công an Long An đều do Nghị có chứng cứ ngoại phạm và chứng cứ này chính là lời khai của hai nhân chứng. Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt nghi vấn khác mà dư luận chưa nguôi ngoài như chi tiết được xác định sát với ngày gây án rằng Nguyễn Thị Phượng, người bán trái cây ở cầu voi cũng cho biết đêm đó Vân đi mua trái cây và bảo tiền do bạn trai của Hồng cho. Người này đến từ Tiền Giang, người ở Tiền Giang chính là Nghị chứ không thể là Hồ Duy Hải. Mặc dù cáo trạng có nhắc đến Nguyễn Văn Nghị và xác định chắc chắn sự có mặt của Nghị vào đêm gây án, nhưng mọi hồ sơ liên quan đến Nguyễn Văn Nghị đã biến mất. Vì sao hội đồng xét xử sám giám đốc thẩm không đặt nghi vấn để xem xét? Người thanh niên tên có tên như trên được công an Long An xác định nay lại có tên là Nguyễn Hữu Nghị chứ không phải là Nguyễn Văn Nghị Như vậy hai cái tên Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Hữu Nghị này có phải là một người đã được cơ quan điều tra lưu ý và thẩm vấn ngay từ đầu vụ án hay không? Bởi Nguyễn Hữu Nghị có năm sinh 1984 cư trú tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An Trong khi Nguyễn Văn Nghị thì sinh năm 1979 và cư trú tại Cây Lậy, Tiền Giang vì sao không cho Nguyễn Văn Nghị nhận dạng Hồ Duy Hải? Vì sao không giám định vân tay của Nguyễn Văn Nghị? Đây là những điều rất bất thường, luật sư Trần Hồng Phong đặt câu hỏi cho báo tuổi trẻ. Với quan điểm trọng chứng hơn trọng cung thì lời chứng của Nguyễn Văn Nghị ngoại phạm là khẳng định yếu tố so sánh với hiện trường không hề có dấu vân tay của Hồ Di Hải. Cùng lúc ấy thì hồ sơ điều tra lại không hề xác định các dấu vân tay ấy là của ai, là của Nghị hay của Son hay là của ai khác. Trên trang Facebook cá nhân mang tên Võ Tòng, tức Thạc sĩ Võ Văn Tài, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tây Ninh, hiện là giảng viên trường nghiệp vụ kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh. Ông đưa ra bình luận về những dấu vân tay tại hiện trường có thể truy ra được hung thủ và người này không thể là Hồ Di Hải. Từ nội dung kết luận và diễn biến của vụ án, theo khoa học hình sự thì sẽ có rất nhiều dấu vân tay ở khắp mọi nơi, dấu vân tay trên con dao và cái thớt cơ quan điều tra không thu giữ hai vật chứng này nên thôi chúng ta bỏ qua thạc sĩ võ văn tài đưa ra vấn đề hung thủ bị quy kết có bóp cổ chị hồng theo logic trên cổ của chị hồng sẽ có các dấu in dấu ngón tay của hung thủ và khi dùng dao cắt cổ chị hồng máu bắn dính đầy tay và người hắn kế đến hung thủ cầm ghế xếp đập vào đầu chị vân rồi bế ngang nách chị vân di chuyển đến chỗ chị hồng sau đó hắn mang cái ghế để gần nơi đó trong lúc tay hắn dính đầy máu diễn biến vụ việc như vậy cho thấy có dấu vân tay trên ghế và trên áo của chị vân hắn lục lọi lấy tài sản của nạn nhân thì những nơi đó sẽ có dấu vân tay sau cùng là cái hàng rào hung thủ trèo qua hàng rào xuất hiện khả năng rất lớn nữa sẽ có dấu vân tay của hắn trên tường rào Cơ quan điều tra không thu được hết các dấu vân tay ở những nơi mà tôi liệt kê và quá trình điều tra cũng như việc tiến hành so sánh những dấu vân tay có được. Không có mẫu nào của Hồ Duy Hải. Tôi xin hỏi cơ quan tố tụng của tỉnh Long An, cấp cao và hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, các vị hãy cho biết dựa vào đâu, dựa vào điều gì để kết luận bị cáo chính là hung thủ giết người về lập luận rằng bị cáo nhận tội và cũng không có cơ sở nói bị cáo bị bức cung dùng nhục hình nên tuyên bị cáo tử hình là đúng người đúng tội thấy võ văn tài bình luận thêm Chắc quý tòa còn nhớ vụ án dùng nhục hình tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên chứ. Nửa đêm, cơ quan điều tra công an Tuy Hòa đến bắt Ngô Thanh Kiều dẫn về trụ sở vì nghi ngờ anh ta tham gia vào một vụ trộm cắp tài sản. Anh Kiều có lẽ kiên quyết không nhận tội, hậu quả là ngày hôm sau anh phải tử giã cõi đời. Kết quả khám nghiệm tử thi đếm trên thân thể của anh Kiều có trên 60 vết thương rõ hình dạng, còn những vết thương không rõ thì không biết bao nhiêu mà kệ. Kết quả điều tra xác định được Nguyễn Thân Thành Thảo có dùng cây ba chắc, dụng cụ chuyên dụng của cảnh sát để đánh vài cái, có một cái lên đầu, gây, gây ra cho nạn nhân chấn thương sọ so não. Bốn vị cán bộ còn lại chỉ thừa nhận đánh một đến hai cái vào chỗ không nguy hiểm. Như vậy tổng hợp lại năm người này chỉ đánh khoảng 10 cái, còn lại mấy chục vết thương còn lại không biết từ đầu ra, có lẽ anh Kiều tự đánh mình. Trước đây tôi đã từng 3 năm thực hiện công tác kiểm soát việc giam giữ tội phạm của cơ quan công an. Khi kiểm tra toàn diện nơi giam giữ những người phạm tội, tôi yêu cầu các cán bộ quản giáo phải mở cửa từng buồng giam để tôi có thời gian hỏi từng người bị giam xem họ có khiếu nại về các tố cáo rằng họ biết bức cung dùng nhục hình hay không. Thì có vài lần người bị giam tố cáo là họ có bị nhục hình. Tôi lấy lời khai thì họ nói bị đánh trước đó vài ngày và vết thâm tím thì giờ đã mờ đi và vì vậy thì cũng không còn những gì còn lại ở trên cơ thể. Bởi một lý do đơn giản là rất ít, hầu như không có phạm nhân nào những người đang chấp hành án phạt tù nên được ra khỏi buồng giam để lao động dọn dẹp vệ sinh. Khai là có thấy cán bộ đánh cùng lắm họ chỉ khai có nghe la lớn nhưng không biết là chuyện gì. Còn những người đang bị giam giữ trong buồng giam nếu có hỏi thì cũng không ích gì. Họ có nhìn thấy đâu mà khai báo, Đối với cán bộ điều tra và quản giáo không cần hỏi, chúng ta cũng biết họ sẽ trình bày như thế nào. Như vậy, theo các vị, nếu Hồ Duy Hải tố cáo bị bức cung dùng nhục hình thì có điều tra làm rõ được vấn đề đó hay không? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.